Đón xe từ Đà Nẵng lên đây tầm khoảng 2 giờ rưỡi, 3 giờ kém á. Em lúc đó em tỉnh rồi để canh người gọi lên đón á. Xong ông tài xế không biết xe đâu có xe từ đâu đâu mà ông bị lật tay lái á. Chao đảo, lúc đó em còn thức mà lúc đó chao đảo xong rồi, thế là ông cứ la như thế này nè, mà ông không, hình như ông không không ngừng hay sao á, do chạy nhanh nữa xong rồi nó đâm vô đây luôn. Về thăm quê ở Tam Kỳ, Tam Xuân, Tam Xuân, Tam Kỳ, hai vợ chồng với con cháu nữa đi vào đến đây rồi coi bị như vậy. Thì hồi đó cũng mơ ngủ rồi thấy nghe cái xe nó chạy cái dằn rồi nó qua nó lại rồi coi như lật xuống rồi coi như đập kính nhảy ra trèo ra. Hiện tại bây giờ coi như vợ coi như cháy kẹt nằm xe chưa lái ra được, cháu đi cấp cứu rồi quá hả à.